Mở đầu là thông tin đang được dư luận rất quan tâm. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự, có mức phạt tù từ 2 đến 7 năm tù giam. Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, bị can này không hợp tác coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 19001/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời ra quyết định về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Phương Hằng về các hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Liên quan đến vụ việc Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, dư luận cũng đang quan tâm về những người thường xuyên phụ họa cùng bị can này. Trong quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét toàn diện vụ án, trong đó nếu chứng minh có người giúp sức cùng bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng về mặt kỹ thuật thực hiện việc livestream nhằm đưa ra những thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức khác tại các buổi livestream, thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự những cá nhân giúp sức với vai trò đồng phạm. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm quản xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 đến 29 tháng 4 năm 2022 để phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đơn thư tố cáo của người dân. Dù tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã hạ nhiệt nhưng vẫn có tình trạng là giả mạo nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC yêu cầu người dân cung cấp thông tin để được đưa đi cách ly. HCDC khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo và người dân cần cảnh giác cao độ. Hiện nay thì người dân khi mà có các triệu chứng nghi mắc COVID-19 sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh ngay tại nhà, thưa quý vị. Cụ thể, người dân cho biết đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên của HCDC thông báo họ có kết quả dương tính với COVID-19. Đối tượng mạo danh yêu cầu người dân là cần phải cung cấp thông tin cá nhân và xác nhận để HCDC đến đưa đi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, HCDC khuyến cáo nếu có kết quả dương tính, người dân có thể đăng nhập vào địa chỉ là https://khaibaof0.thanhphochiminh.gov.vn trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để khai báo xác nhận F0 và được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nơi lưu trú, hoặc người dân có thể gọi y tế địa phương để được hướng dẫn thêm khi cần thiết. Riêng HCDC không gọi điện thoại trực tiếp cho người dân để xác minh và đến đưa đi cách ly. Bên cạnh đó, mỗi người dân nên lưu số điện thoại của trạm y tế, trung tâm y tế nơi mình sinh sống để dễ dàng cho việc khai báo, liên hệ khi cần thiết. Đồng thời, hãy theo dõi thông tin chính thức từ ngành y tế của địa phương nơi cư trú để nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời. Qua sự việc trên, thì người dân hãy nâng cao cảnh giác trước các trường hợp giả mạo nhân viên y tế, nhân viên HCDC nhằm mục đích xấu. Khi nhận được cuộc gọi tin nhắn về việc có cán bộ y tế đến tận nhà hỗ trợ phòng chống dịch, người dân cần phải xác minh, kiểm chứng để không bị lừa đảo. Dịch COVID-19 đã trải qua hơn 2 năm và đã có nhiều cảnh báo từ các đơn vị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch lừa đảo người dân với nhiều chiêu trò khác nhau, đặc biệt trong thời điểm đỉnh dịch từ giữa năm đến cuối năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025. Hiện mức hỗ trợ cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thấp. Với người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ hàng tháng theo khu vực nông thôn tương ứng là 99.000 đồng mỗi tháng. Người thuộc hộ cận nghèo tương ứng là 82.500 đồng mỗi tháng. Hỗ trợ nhóm khác tương ứng 33.000 đồng mỗi tháng. Mức này chưa thu hút người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già. Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo đa chiều tăng lên, tại Hà Nội là 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng theo, từ 154.000 lên 330.000 đồng một người một tháng, khiến người lao động gặp khó. Thống kê 3 tháng đầu năm 2022, số người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội đã giảm so với cuối năm 2021. Và theo quy định, người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay là trợ cấp nhận 440.000 đồng một người một tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí. Ngân sách thành phố đang chi khoảng 490 tỷ đồng trợ cấp hàng tháng, 75 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm y tế cho gần 93.000 người mỗi năm. Hà Nội thống kê sau 13 năm thực hiện, số người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt 1,3% lực lượng lao động, trong khi chỉ tiêu tới năm 2030, tỷ lệ này là phải trên 10% và 65% người độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định việc ban hành chính sách hỗ trợ là điều cần thiết giúp giảm gánh nặng cho ngân sách trong việc chi trả trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người không có lương hưu.
Vâng, ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề hoàn toàn không mới, thế nhưng luôn nóng. Lợi dụng nhu cầu sử dụng kit test thuốc phòng điều trị COVID-19 của người dân tăng cao, thời gian qua một số đối tượng đã có hành vi là tàng trữ, buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành sử dụng đó. Vâng, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, công an tại các tỉnh thành và đặc biệt là công an thành phố Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện cũng như là thu giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển que test nhanh và hàng chục nghìn những hộp thuốc được giới thiệu là thuốc điều trị COVID-19 nhưng mà lại không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Xin được chia sẻ thêm là theo cơ quan công an á, thì nếu mà tiêu thụ trót lọt thì mỗi một hộp thuốc có thể mang về cho người bán khoản lời gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra. Thực tế kiểm tra các lô thuốc đều 30, không rõ nguồn gốc xuất xứ nè, không được cấp phép lưu hành và không rõ chất lượng, và chắc chắn là số thuốc này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường thưa quý vị. Dù không được Bộ Y tế cấp phép sử dụng nhưng hơn 7.000 hộp thuốc có tên gọi là Liên Hoa Thanh Ôn vẫn được chủ hàng nhập lậu về để bán cho những người có nhu cầu. Tiếp tục mở rộng điều tra, mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng vừa tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Văn Mạnh khi đang vận chuyển hơn 5.000 hộp thuốc điều trị COVID do nước ngoài sản xuất trị giá hơn 5 tỷ đồng. Đối tượng Mạnh nằm trong đường dây chuyên nghiệp, chuyên vận chuyển thuốc điều trị COVID-19 từ nước ngoài về tiêu thụ. Do tình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, do khan hiếm về mặt hàng thuốc COVID, tôi đã nhờ người quen ở bên nước ngoài chuyển thuốc về Việt Nam để tôi bán thuốc kiếm lời. Theo quy định, toàn bộ các sản phẩm chữa trị COVID-19 phải nằm trong danh sách được kiểm định. Vì vậy, việc sử dụng các hàng hóa không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm cho người dùng và không đảm bảo an toàn. Sau khi nhập lậu được một khối lượng lớn thuốc đặc trị COVID từ Cộng hòa Liên bang Nga, chúng đã tiến hành chia nhỏ số lượng thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an. Chúng tiến hành vận chuyển bằng hình thức chuyển phát với số lượng nhỏ, đề phòng khi phát hiện được thì cơ quan công an không thể xử lý bằng pháp luật hình sự do số lượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an trong công tác phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán thuốc hỗ trợ phòng điều trị COVID không rõ nguồn gốc, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mua và sử dụng các loại dụng cụ xét nghiệm, thuốc điều trị COVID chưa được cơ quan y tế cho phép lưu hành, tránh rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, tạo cơ hội cho các đối tượng thu lợi bất chính. Trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, người dân đang rất khó khăn, đặc biệt là do nhu cầu khám chữa bệnh rất cao mà họ lợi dụng hoàn cảnh này để có những hành vi vi phạm pháp luật, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh rõ ràng, thì đây là những cái hành vi coi thường pháp luật rồi. Nhìn ở góc độ quản lý nhà nước thì chúng tôi cho rằng công tác quản lý còn khá nhiều bất cập và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Và chúng ta có nhiều cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, có cơ quan thanh tra về y tế, cơ quan quản lý thị trường. Tuy nhiên, việc buôn bán hàng giả, hàng nhái là thuốc chữa bệnh diễn ra phổ biến. Dư luận đã phản ánh lâu nay, nhưng tình trạng này vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Vì thế tôi cho rằng, chức năng quản lý nhà nước chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vâng, còn về góc độ xã hội thì tôi cũng cho rằng là đạo đức xã hội cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, đúng không ạ? Người dân đang rất khó khăn, nhu cầu khám chữa bệnh thì lại tăng cao, lợi dụng tình hình này để trục lợi là điều không thể chấp nhận được. Thêm nữa thì nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn rất hạn chế, sử dụng thuốc chữa bệnh vào trong người nhưng mà với niềm tin nội tâm rất mù quáng, thậm chí là nhiều người thiếu hiểu biết pháp luật bị các đối tượng lợi dụng trục lợi trong thời điểm hiện tại. Vâng, nếu phát hiện việc bán và lưu hành các loại vật tư phòng chống COVID-19 là kit test hay là máy đo chỉ số oxy không rõ nguồn gốc hoặc là giá bán quá cao thì người dân có thể là báo ngay cho cơ quan có chức năng, có trách nhiệm xử lý về những hành vi này như là công an, quản lý thị trường, thanh tra y tế. Hiện nay thì hành vi bán lưu hành các loại vật tư phòng chống COVID-19 không rõ nguồn gốc hoặc giá quá cao, trong trường hợp cơ quan chức năng xác minh thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ thì có thể là sẽ bị xử lý hình sự nữa. Vâng, khi mà số ca F0 trên cả nước vẫn tăng mỗi ngày trong những ngày gần đây thì trong đó có nhiều F0 là các bà mẹ đang cho con bú, lo ngại có thể gây nhiễm cho con mình. Nhiều bà mẹ F0 băn khoăn là không biết có nên tiếp tục cho con mình bú sữa mẹ nữa hay không đó chị Tú Anh ạ. Vâng, trước những thông tin này thì chúng tôi cũng đã có một sự tìm hiểu về
Tổ chức Y tế Thế giới, WHO hay là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hay là nguồn CDC ở Hoa Kỳ, tất cả thì đều khuyến cáo các bà mẹ là cần phải tiếp tục cho con bú khi bản thân mình vẫn là F0. Các chuyên gia đánh giá là lợi ích của sữa mẹ vẫn lớn hơn rất nhiều nguy cơ là mẹ lây bệnh cho con trong hoàn cảnh như thế này. Vâng, và đến nay thì chúng ta thấy là y học cũng chưa tìm ra được bằng chứng nào cho thấy COVID-19 truyền qua sữa mẹ nữa, trong khi sữa mẹ sở hữu cái nguồn kháng thể tự nhiên nè. Các kháng thể này giúp cung cấp sức đề kháng cho trẻ nè, giúp trẻ chống lại những cái vi khuẩn rồi vi trùng hay là siêu vi vô cùng an toàn luôn ạ. Vâng, một nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 của năm 2020 bởi các chuyên gia người Mỹ và Trung Quốc sau khi mà tiến hành nghiên cứu các mẫu sữa mẹ của các bà mẹ đã từng mắc COVID-19 thì là cho kết quả là 80% sữa của những người phụ nữ này lại có kháng thể để giúp bảo vệ trẻ khỏi bị lây nhiễm virus. Vâng, còn một cái nghiên cứu khác mà chúng tôi được biết theo bệnh viện trẻ em là Bambino Giuse ở Rome của Italia thì 21 trên 22 trẻ em được sinh ra bởi thai phụ mắc COVID-19 vẫn giữ trạng thái âm tính nhiều tháng sau đó. Những đứa trẻ này có lượng kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 nhận qua nhau thai và sữa mẹ thông qua việc cho trẻ bú sớm ngay sau khi sinh ra. Vâng, đến đây thì tôi tin chắc là rất nhiều bà mẹ thì đã có câu trả lời việc là mình mà là F0 thì có nên cho con bú sữa mẹ hay không rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bà mẹ hãy lưu ý là để giảm nguy cơ lây nhiễm trong quá trình cho con bú ạ, thì các mẹ cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này sẽ có trong tiểu mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Khi cho con bú, các bà mẹ lưu ý, mẹ không được sử dụng thuốc kháng virus trong quá trình điều trị. Mẹ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch, sử dụng chất khử trùng tay có ít nhất 60% cồn trước khi chạm vào trẻ. Luôn mang khẩu trang y tế khi tiếp xúc với trẻ, kể cả khi cho trẻ bú. Mẹ thường xuyên làm sạch, khử trùng tất cả các bề mặt mà bản thân đã chạm vào, nhất là vùng ngực. Nếu mẹ cảm thấy không khỏe, có thể vắt sữa cho con uống bằng bình. Khi không phải cho con bú, mẹ nên giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với trẻ cho đến khi hết các triệu chứng COVID-19. Ngoài ra, mẹ cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng để duy trì nguồn sữa bằng cách ăn uống đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo đủ năng lượng, đảm bảo uống đủ nước, bổ sung trái cây hàng ngày, vận động tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày. Các chuyên gia y tế khẳng định phụ nữ đang cho con bú hoàn toàn tiêm được vaccine COVID-19 do các loại vaccine được phê duyệt cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú hiện nay không sử dụng virus còn sống, do đó thì không có nguy cơ lây nhiễm virus cho trẻ qua sữa mẹ. Vì thế mẹ nên tiêm đủ liều vaccine này để phòng bệnh thật là hiệu quả và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho con mình nữa. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị gặp lại biên tập viên Việt Cường để cùng khám phá điểm đến thơ mộng của blog du lịch ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bảng xếp hạng của trang booking.com về những điểm đến để ngắm hoa thì Đà Lạt, Lâm Đồng của Việt Nam đứng vị trí thứ 3 trong top 10 cái tên được du khách đánh giá cao nhất, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Đà Lạt có nhiều công viên, trang trại và lễ hội hoa khác nhau, tất cả đều tô điểm thêm cho vùng đất này những bông hoa rực rỡ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Khi đến đây, du khách dễ bị mê hoặc bởi hàng trăm hương thơm đến từ những vườn hoa khác nhau, trong đó có vườn hoa loa kèn, hoa cúc và nhiều loại hoa lan đa dạng khác. Ở cùng khu vực Đông Nam Á thì đất nước Singapore đứng vị trí thứ 5. Địa điểm để chiêm ngưỡng hoa nở quanh năm trứ danh và nổi bật nhất tại đây vẫn là The Garden by Dubai, một công viên hiện đại nổi tiếng ở khu vực Super Street, khổng lồ, Flower Dome tráng lệ và Cloud Forest đầy mê hoặc. Đứng đầu danh sách này là Amsterdam, Hà Lan, nơi khách du lịch có thể tìm thấy vô số cửa hàng trưng bày các loại hoa tulip và búp hoa đầy màu sắc trên khắp thành phố. Tuy nhiên, trong lúc du lịch ngày hôm nay, hãy ghé thăm thành phố Đà Lạt ngàn hoa của Việt Nam. Thank you.
Vâng, thời tiết Đà Lạt thay đổi liên tục, 3 ngày có thể nắng nhưng chiều tối thì khá lạnh, cho nên du khách nên mang theo khăn choàng nè, áo dài tay ấm, áo ấm nữa để tránh lạnh, các loại ô dù để che mưa nắng. Ngoài ra để thuận tiện di chuyển thì bạn nên mang giày thể thao nè, giày mềm và một đôi dép lê. Khi di chuyển bạn nên đội mũ bảo hiểm đeo găng tay tránh nắng. Bên cạnh đó thì du khách cũng cần mang thêm một số loại dị ứng thời tiết, thuốc trị côn trùng cắn, thuốc đau bụng mang tiêu hóa. Với những kinh nghiệm du lịch Đà Lạt nêu trên, hy vọng bạn và những người thân yêu sẽ có một chuyến du lịch ở Đà Lạt thật là đáng nhớ.